Lại đến công trình này đắp ít đấu các bạn ạ. Này đắp đấu cột ở tầng dưới đấy các bạn này. Ở trên thì đắp ổn rồi. Này đắp đấu cột tầng dưới này. À, đấy, công trình này là của anh Đỗ Thanh Cành ở Thái Bình. Đấy, đấy. Em về đây thấy, em về đẹp gái đây. Đấy. Đấy, em về đẹp gái đây, đấy. Đẹp gái chưa? Vậy đâm ra đội này xây thi công nhanh hẳn. Có cô em đẹp gái thế này. anh nói lộ liễu quá, anh nói nói ấy quá. Đây là vợ anh Thái nhá. Đấy, một tí thư giãn vậy là vào xem chi tiết video các bạn nhé. Mời các bạn hôm nay tham khảo một cái mẫu đấu cột vuông này nhé. Kiểu hoa văn mình mới cải biên đấy đi. Để cho mọi người tham khảo. Các bạn xem video xem cái mức độ hoa văn này nó ở mức độ nào thì các bạn bình luận bên dưới nhé. Anh em mình cùng giao lưu các bạn nhé. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cho kênh mỗi ngày một lớn mạnh nhé. Mời các bạn theo dõi chi tiết video. Gần xong anh xuống anh quay cho một tí. Có sẽ quay chị em. Cô nào thì cô. Làm ăn thì cũng phải có tí phụ nữ vậy nó mới đỡ buồn nhé.
cái gì không? Cái bệnh nhân vui. À. Cà nhúng ông cà nhúng hoa lắm đấy. Lên đi. Ngồi cái sạc kia ai mà chẳng. Đấy, ui giời, tỉnh toán rồi rơi anh cái gì gớm vậy. Cảnh hoa lắm đấy. Trời ơi, thôi rồi. Ôi xài chết rồi. Nó vỡ một miếng.
Đấy, thế là xong. Vậy là xong, hoàn thiện. Đây đánh. Rồi. Đánh rồi. Hôm nay đâu còn lỡ, trời nhớ không thích chờ gì thế được bắt. Ừ, biết tiền đấy. Ừ. Ừ. Chưa em ạ, chưa. Ừ, sắp được rồi. Đấy, vậy là quá trình là cái đấu này là xong các bạn nhé. Các bạn là tham khảo cái mẫu đấu này. Đấy, này, cái đấu đấu cột này. Nhìn là cũng được. Đói quan đã đợi thì âm đang quay cho phục vụ anh em tí đó. Đấy, anh em tham khảo. À, anh em nhớ đăng ký kênh để cho kênh càng ngày càng lớn mạnh nhé. Để ủng hộ kênh đi. Để mình sáng tác ra nhiều cái hoa văn đẹp để mọi người cùng thưởng thức. Đây, các bạn bình luận cái đấu cột này nó ở cái mức độ như nào thì bình luận ở bên dưới nhé, anh em mình giao lưu nhé. Thôi xin chào, hẹn gặp lại các bạn vào video lần sau. Cái này một đôi các bạn này.